Xin chào các khán giả của chuyên mục Ngon và Lành. Ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn hai món ăn được chế biến từ thịt bò. Đó là bò cuộn rau và bò cuộn nấm bỏ lò. Tôi nghĩ là hai món ăn này rất là phù hợp trong cái thời tiết mùa hè này. Nó vừa mang chất dinh dưỡng rất cao nhưng mà lại có vị thanh mát và có nhiều chất xơ. Và bây giờ thì quý vị hãy đi theo tôi nhé. Vâng, và người hôm nay sẽ cùng tôi để chế biến hai món ăn thịt bò đó là anh Nguyễn Quý Thuận, bếp trưởng của nhà hàng Sun Villa Hà Nội. Vào cái dịp hè như thế này thì tôi nghĩ rằng là món ăn được chế biến từ thịt bò nhưng mà lại có nhiều rau thì chắc chắn là sẽ mang lại sự cân bằng và thanh mát, vừa có chất dinh dưỡng nhưng mà lại cũng có nhiều chất xơ và cũng như là sẽ ăn cảm giác sẽ mát hơn, đúng không ạ? Dạ vâng, mình sẽ giới thiệu với các bạn hai món. Một món là bò kẹp lấm phô mai ăn kèm với khoai tây bỏ lò. Món thứ hai là bò cuộn rau ăn kèm với khoai tây nghiền. Và nguyên liệu của hai món ăn này thì là gì ạ bạn? Nguyên liệu của hai món ăn này là bò kẹp lấm, bò lò phô mai thì sẽ có bò thăn bò úp và lấm và phô mai. Còn bò kẹp cuộn rau thì sẽ có thăn bò úp và các loại rau là măng tây, cà rốt và lấm. Tức là rất là món ăn chính của chúng ta là thịt bò nhưng các nguyên liệu đi kèm thì là khá có nhiều rau và cũng như là nấm, nhiều các rau hữu cơ, đúng không ạ? Các bà nội trợ có thể thay rằng thịt thăn bò của Việt Nam có được không? Dạ, nếu mà thay bò Việt Nam thì bò rất dai, mình lên làm bằng bò Úc thì nó mềm mà ngon hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ chế biến món ăn nào trước? Dạ, mình sẽ chế biến món bò kẹp lấm bò lò phô mai trước. Vâng, bây giờ bạn có thể đầu tiên sẽ làm gì và bắt đầu làm thôi ạ? Dạ. Thịt thăn bò Úc thái bản to, mỏng vừa. Lưu ý là bò Úc thịt đã rất mềm, nên các bà nội trợ không cần đập dập như thịt bò ta. Vì nếu đập dập thì lại thành thịt bị nát. Ướp một chút muối tinh và tiêu. Măng tây, nấm bạch tuyết và cà rốt. Cắt dài bằng chiều ngang miếng thịt bò đã được thái để khi cuộn được vừa miếng thịt bò và đẹp mắt. Trước khi cuộn thì cho cà rốt vào luộc trước. Khi chín được khoảng 40% thì tiếp tục cho măng tây. Và sau cùng là nấm. Rồi sau khi các gia vị, các loại rau đã chín thì mình vớt ra. Rồi. Cái này chắc là phải để nguội một lúc, dạ. Không bao lâu chúng ta mới cuốn được, mình đúng không? Mình để nguội một tí, mình để nguội xong mình sẽ cuốn vào đây, vào bò. Mỗi một miếng cuốn thì là một miếng manh tây. Một miếng manh tây, một lấm, một cà rốt. Một cà rốt. Vâng. Mùa hè này là mình cuốn với rau ăn cho đỡ ngấy. Sau khi chúng ta cuốn đã được miếng bò này thì chúng ta mang đi áp chảo. Cho một chút dầu vào, cho một chút dầu ăn. Sau khi chảo đã nóng thì bắt đầu chúng ta cho bò, chúng ta lưu ý là mình cái bò ấy, mình cái chỗ gập này mình phải đặt xuống trước để làm sao là bò miếng bò nó không bung ra. Xong rồi mình lấy hành cuốn lại cho xong cho đẹp ạ. Thì cái thời gian thì nó sẽ như thế nào bạn? Dạ, áp bò, cái bò này thì mình đã thái mỏng thì mình áp chảo nhanh, rất nhanh chín. Các bạn lưu ý là cái bò này áp chảo để miếng bò lúc nào nó chín vừa tới thì ăn nó rất ngọt và ngon. Còn đâu nếu đừng để nó khô quá. Nó khô quá thì ăn nó mất vị bò đi. Chúng ta đã được. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang làm sốt để dội lên cái miếng thịt bò này, đúng không ạ? Đúng ạ. Vâng. Làm sốt thịt bò cuộn rau, trước tiên thái nhỏ hành tây và phi thơm cùng bơ. Tiếp đến cho vang đỏ vào và khô đến khi sền sệt. Giờ mình sẽ khô lại cho hơi sệt sệt, đúng không ạ? Đúng ạ, mình khô vang này. Trong lúc chờ cho sốt được, chúng ta sẽ làm khoai tây nghiền. Khoai tây bỏ vỏ, luộc chín rồi xay nhuyễn. Sau đó cho bơ lên chảo, cho đến khi bơ chảy ra hết
thì cho khoai tây đã được xay vào đảo đều. Để khoai tây và bơ quyện với nhau, cho thêm một chút muối tinh và tiêu để khoai được đậm đà. Ok. Vang bây giờ sốt của chúng ta đã sánh dần rồi. Và khoai tây của chúng ta đã xong, bây giờ chúng ta sẽ đề co đĩa thức ăn của chúng ta. Sốt. Nhìn trông khá là hấp dẫn và bắt mắt đúng không ạ? Vâng. Như vậy là món ăn đầu tiên của chúng ta thì cũng đã hoàn thành rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ để ra bàn và tiếp tục thực hiện món ăn thứ hai. Vâng. Và chúng ta sẽ quay lại sau. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện món ăn thứ hai đúng không? Và nguyên liệu của món ăn thứ hai thì là gì ạ bạn? Dạ, nguyên liệu thứ hai chúng ta cũng làm về một món bò. Và đây là thân bò Úc. Và mình sẽ dùng thân bò Úc kẹp lấm, bỏ lò phô mai và ăn sốt kem lấm và rau xào tỏi. Chúng ta sẽ thái thành hai miếng. Với món bò kẹp nấm phô mai thì các bà nội trợ sẽ thái thịt bò dày hơn một chút và bản to. Ướp cùng muối tinh và tiêu. Nấm rơm thì thái mỏng. Tiếp đến cho bơ vào đun chảy và áp chảo thịt bò. Chú ý là chỉ để thịt bò vàng đều hai mặt là được, không nên áp chảo kỹ quá, thịt bò sẽ bị khô và giảm độ ngọt. Cho thịt bò ra đĩa và xào nấm. Cho một chút muối và một chút tiêu để làm nấm mềm và tạo vị đậm đà. Sau đây chúng ta sẽ kẹp giữa bò, lấm và phô mai. Phô mai này tôi để ý là phô mai này là phô mai lá đúng không? Dạ đúng ạ, đây là phô mai lá. Mình sẽ chọn cái, các bạn nội trợ sẽ chọn mua cái phô mai lá này để cho nó dễ thực hiện món ăn của mình. Dạ vâng. Đầu tiên là chúng ta sẽ cho miếng bò trước. Xong ta sẽ rải một lớp lấm. Xong ta cho một lớp chi lên. Bò. Xong lại cho thêm một lớp lấm. Mình lại rải thêm một lớp lấm nữa. Rải đều lấm lên. Thì tí ăn, tí mình thái miếng sẽ có cả bò, cả lấm và cả phô mai. Cuối cùng là chúng ta sẽ rải một lớp phô mai. Chúng ta sẽ phải rải kín miếng bò tí lớp phô mai cho vào lò, phô mai nó chảy ra ăn rất ngon. Là sau khi chúng ta sẽ sắp xếp bò, lấm và phô mai đã hoàn thành như thế này thì chúng ta sẽ cho vào lò. Chúng ta sẽ cho vào lò xong vòng bao nhiêu lâu bạn? Cái này thì mình cho vào lò khoảng tầm từ 12 đến 15 phút. Sau đó mình cho bò ra vào lò. Trong lúc chờ thịt bò trong lò được, chúng ta sẽ làm nước sốt. Hành tây thái nhỏ, nấm rơm thái nhỏ, cho hành tây phi cùng bơ đến khi thơm thì bỏ nấm vào xào cùng. Cho thêm một ít lá thym tươi để tạo hương vị. Lá thym tươi đều có ở các hàng bán lá khô ngoài chợ, rất dễ để các bà nội trợ tìm mua. Tiếp đến quấy đều một cốt thịt bò và cho vào đun đến khi sền sệt là nước sốt đã được. Sốt của chúng ta đã xong và đã hoàn chỉnh và bây giờ bò của chúng ta đã chín. Tôi thấy ở đây có một cái củ khoai tây nhìn rất là đẹp mắt, đây là như thế nào bạn? Dạ, đây là khoai tây mình bỏ, đây là khoai tây bỏ lò. Mình cuốn giấy bạc, mình để nguyên củ rửa sạch và cuốn giấy bạc, mình cho vào lò. Cái này là thứ nhất là để kho cho món ăn và mình cũng là để ăn kèm luôn. Dạ vâng ạ, đúng rồi ạ. Mình vì sao mình phải bọc giấy bạc, mình bọc giấy bạc để giữ nước cái củ khoai tây này. Thì khi cho vào lò thì nước sẽ giữ lại được nước và cái củ khoai tây này sẽ ngọt và thơm hơn. Bò chúng ta đã xong và đã được thì chúng ta trước khi rội sốt vào bò thì chúng ta đun nóng sốt và cho một chút kem tươi
Vâng, như vậy là món ăn bò kẹp nấm cho bò lò phô mai đã xong đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ mang ra bàn và cùng thưởng thức cũng như là ngắm hai món ăn chúng ta đã vừa hoàn thành. Vâng, như vậy là hai món ăn của chúng ta đã xong và đã lên bàn. Đây là món bò cuộn rau, vâng. Và đây là bò kẹp nấm bò lò phô mai, đúng vâng. Không ạ? Vâng. Với món ăn bò cuộn rau này thì khi mà chúng ta ăn thì món ăn sẽ như thế nào, sẽ là đạt yêu cầu của bạn? Dạ, món ăn này là phải có vị ngọt của bò và vị thơm của rượu vang. Và ăn kèm với khoai tây thì là vị ngậy giữa kem và sữa và khoai tây. Và trong khi đó thì món ăn của mình có cuộn những món nấm này, măng tây và cà rốt thì nó cũng tạo ra hương vị là nó sẽ cân bằng, vâng, tức là vừa có rau và vừa có một tí mà có rau và vừa có thịt. Cái này nước sốt của mình rượu vang thì vậy các em nhỏ thì có ăn được không? Dạ, cái sốt rượu vang này em nhỏ ăn bình thường, tại vì cái vang này mình đã cô đã có hết cái vị chát và vị hăng nên cái bây giờ chỉ còn vị ngọt thôi. Nên là trẻ em vẫn ăn được bình thường. Tức là nó đã bay hết cái hương vị cồn và cũng như là vị chát rồi. Dạ vâng. Nó chỉ còn lại cái hương vị gọi là nho thôi đúng vâng. không? Và cho nên là các trẻ em có thể ăn được. Thế còn với món ăn thịt bò phô mai. Món ăn này bò phải mềm. Và cái ăn giữa bò lấm và phô mai là cái ngậy và cái thơm của phô mai và giòn của lấm. Và khi mà ăn món này chúng ta sẽ thái lát ra. Dạ vâng. Dạ, chúng ta sẽ thái lát ra và ăn kèm với cả khoai tây bò lò. Với những món ăn Âu thì thực sự cách trình bày của nó cũng rất là bắt mắt. Dạ, vâng. Rồi kể cả những cái gia vị này, và quan trọng là nó hay có những nước sốt. Vâng. Và đâm ra các bạn nội trợ thì nên để ý một chút để khi chúng ta nấu nước sốt làm thế nào để cho nó vừa vị, để cho món ăn của chúng ta nó sẽ tăng thêm độ ngon và ngậy. Ngày hôm nay thì với gợi ý của anh Thuận thì hy vọng rằng các bạn nội trợ sẽ thực hiện là hai món ăn này thành công và sẽ thêm vào cái thực đơn trong gia đình nhà mình vào những ngày cuối tuần hay là khi có khách đến chơi nhà. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn khán giả đã theo dõi và chúc các bạn sẽ thành công những món ăn mà ngon và lành mang tới. Xin gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.